sự quan tâm của Đảng ủy Sở, Công đoàn ngành, sự phối hợp chặt chẽ của chuyên môn. 5 năm qua, hoạt động của Công đoàn Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tiếp tục đổi mới, đảm bảo tính thiết thực hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công chức, người lao động yên tâm công tác, phấn khởi, tin tưởng, chủ động tham gia vào quá trình đổi mới, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những chủ trương đổi mới của ngành. Trong nhiệm kỳ, hoạt động công đoàn đã trải qua không ít khó khăn, thách thức khi làn sóng dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Nhưng với sự tâm huyết trách nhiệm của các thành viên ban chấp hành, sự ủng hộ tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan, Công đoàn Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra với những dấu ấn nổi bật. Cơ quan Sở Giáo dục Đào tạo có 86 cán bộ công chức người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn đã tích cực chủ động phối hợp với chuyên môn, rà soát, giám sát, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh trong môi trường làm việc cho cán bộ công chức người lao động, thực hiện kịp thời đảm bảo chế độ đối với cán bộ công chức người lao động, cán bộ công đoàn. Hàng năm, tập trung thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức người lao động, tham gia xây dựng quy chế hoạt động cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với chuyên môn, tạo sự đồng thuận cao trong chỉ đạo và triển khai các hoạt động. Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch, làm tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ công chức lao động, hợp đồng lao động, sắp xếp bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, khen thưởng, kỷ luật. Hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động được quan tâm. Hoạt động xã hội từ thiện do các cấp phát động được công chức và người lao động tích cực tham gia. Tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, Tết vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn và các hoạt động xã hội một cách có hiệu quả như hiến máu tình nguyện, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm, ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 và nhiều hoạt động đóng góp cho tuyến đầu chống dịch. Quan tâm và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động bằng nhiều hình thức hiệu quả như gặp mặt cán bộ nghỉ hưu qua các thời kỳ vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hàng năm và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 1982-2022. Làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cơ quan, sở, xanh sạch đẹp. Trong nhiệm kỳ, công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, vận động cán bộ công chức lao động thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các chương trình kế hoạch, chủ trương đổi mới của ngành. Động viên cán bộ công chức lao động thực hiện hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong cơ quan, triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành phát động như phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, tuyên truyền chủ trương xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường cơ quan không có tệ nạn xã hội, xây dựng đơn vị văn hóa năm 2021. Hàng năm, 100% gia đình cán bộ công chức lao động đạt gia đình văn hóa và văn hóa tiêu biểu. Công đoàn cơ quan đã phát động nhiều phong trào như phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ cán bộ công chức lao động, gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong cán bộ công chức lao động. Trong nhiệm kỳ qua, có 56 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp tỉnh và cấp ngành, 3 đề tài khoa học, hàng chục đề án đã được triển khai thực hiện, góp phần đưa tiến bộ khoa học vào công tác quản lý, giảng dạy trong nhà trường.
có 2 cá nhân được tặng huân chương lao động hạng 2, 1 cá nhân được tặng huân chương lao động hạng 3, 5 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 42 cá nhân được tặng bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo, 25 cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Có 4 cá nhân được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 8 cá nhân được bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 12 cá nhân được bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và 69 cá nhân được Công đoàn Giáo dục Nghệ An tặng giấy khen. Nhằm đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn từ cơ sở, ngay từ đầu nhiệm kỳ, công đoàn cơ quan xây dựng chương trình công tác, từng ủy viên ban chấp hành đã phát huy tinh thần tự giác, năng động, sáng tạo, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trên cương vị công tác. Duy trì nền nếp sinh hoạt ban chấp hành theo điều lệ, chỉ đạo sinh hoạt tổ công đoàn, tham dự đầy đủ các cuộc họp, giao ban chuyên môn, mở rộng hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa các đơn vị trên địa bàn và trong cụm thi đua. Công đoàn cơ quan tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực của cán bộ công đoàn do Công đoàn Giáo dục Nghệ An tổ chức. Công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu để xem xét và kết nạp đảng cho 5 đoàn viên công đoàn. Hàng năm công đoàn được xếp loại công đoàn cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ cán bộ công chức tập trung vào việc tuyên truyền các chế độ chính sách pháp luật có liên quan đến lao động nữ, về bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, về giáo dục phẩm chất đạo đức của người phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác giáo dục nâng cao kiến thức về giới được công đoàn quan tâm. Hàng năm nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, gặp mặt, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tặng quà, thăm hỏi, khen thưởng những nữ cán bộ công chức tiêu biểu. Đổi mới công tác nữ công, lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động, đảm bảo hiệu quả hơn, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ nữ cán bộ công chức. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà, vận động nữ cán bộ, công chức, người lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, vận động chị em học tập nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, tiến bộ. Hàng năm, 100% nữ cán bộ công chức đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, cấp cơ sở. Một đoàn viên được tôn vinh là nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2022. Có một chị được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen. Một chị được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tặng bằng khen trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà. Có thể thấy, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan Sở Giáo dục Đào tạo với vai trò chức năng của mình đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo tỉnh nhà. Công đoàn được có nhiều cái đổi mới, nhiều cái sáng tạo, tổ chức nhiều cái hoạt động để qua đó gắn kết cán bộ công chức trong cơ quan, động viên, khích lệ tinh thần của anh em trong cơ quan, và thực sự công đoàn là cái tổ ấm để rồi chia sẻ, động viên, gắn kết và tạo, góp phần tạo động lực cho cán bộ công chức cơ quan sở an tâm công tác, nỗ lực hết mình trên từng cái cương vị được giao. Bên cạnh đó thì công đoàn cũng đã chủ trì để rồi phối hợp cùng với các phòng ban cơ quan sở giáo dục và đào tạo đã xây dựng thành công cái đơn vị văn hóa, và trong năm 2022 thì cơ quan sở giáo dục và đào tạo đã được là công nhận là đơn vị văn hóa. Có thể nói rằng là trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì một lần nữa chúng tôi cũng khẳng định rằng là công đoàn cơ quan sở giáo dục và đào tạo đã rất là nỗ lực cố gắng để thực hiện cái nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 và hoàn thành tốt cái vai trò chức năng của mình trong đơn vị. Tin rằng với sự ủng hộ của lãnh đạo sở, sự đoàn kết năng động sáng tạo của ban chấp hành, cán bộ công chức người lao động trong cơ quan Công đoàn Cơ quan Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An
tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển.